Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, từ ngày 16 tháng 4 năm 2020, EVN Hà Nội đã thực hiện giảm số tiền thanh toán đối với khách hàng hộ gia đình, các cơ sở lưu trú, các hộ sử dụng điện nông thôn, các cụm dân cư, khu công nghiệp và các cơ sở tham gia phòng chống dịch Covid-19. EVN Hà Nội cũng đã phối hợp với các sở ngành của Hà Nội để thống kê các khách hàng thuộc đối tượng được miễn giảm theo văn bản số 2698 của Bộ Công Thương để giảm tiền điện trong các tháng 5, 6, 7 năm 2020. Tính đến thời điểm này, EVN Hà Nội đã giảm tiền điện cho trên 2,3 triệu khách hàng, chiếm trên 90% tổng số khách hàng của tổng công ty Điện lực Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội đã miễn giảm tiền điện cho 41 bệnh viện, 30 trung tâm y tế, 2 trung tâm chuyên khoa, 2 khách sạn và 7 cơ sở do công an, quân đội quản lý tham gia vào việc phòng chống COVID-19. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Dũng cũng khẳng định nếu nhiệt độ môi trường trên 36 độ C là không cắt điện. Nếu có sự cố xảy ra thì thời gian xử lý sự cố chỉ trong vòng 2 giờ.